Ok, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Mình là Nam đây, ok. Thì có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình là mình lấy cái lốp 130 cho chiếc Honda Winner X ấy, thì nó sẽ trông như thế nào. Thì video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn, ok. Đây, đây chính là chiếc lốp Michelin này, 130, 70, 17 này. Thì ở mình hiện tại đang mưa nên nó hơi nhớp một tí nha. Các bạn thông cảm giúp mình. Thì mình sẽ cho các bạn xem. Đó, nếu như bình thường mà các bạn lắp cái lốp to hơn một tí nữa, cái này có thể lên 140, 150 chắc cũng được. Đó, bình thường mình thấy các bạn hay khoét chỗ này, tại vì đi nó cạ, mấy bạn Exeter như chiếc FZ mình đi nó cũng bị cạ này. Đó, là phải khoét cái chỗ này đi, nhưng mà riêng cái chốt lốp 130 lên đó thì nó vẫn là rất là ok các bạn nha. Đây, quay bánh cho các bạn xem. Thì bây giờ cái khoảng hở này, đây là cái mặt bằng luôn á. Thì các bạn có thể so sánh được với chiếc Winner X bình thường. Thì lớp 120 nó sẽ không có căng như thế này. Tại vì sao? Tại vì các bạn nhìn này, cái khoảng hở của nó cực kỳ ít luôn. Bản chất của cái mâm Honda Winner X á, thì nó là bé hơn mâm của Exeter. Nếu các bạn có để ý á, thì chiếc FZ mà lúc trước mình đi á là nó size cũng 130, nhưng mà không phải Michelin. Nói chung size 130 thì do cái bản mâm của FZ nó giống với của Exeter nên là cái lốp nó bè ra nhìn cực kỳ là to và đẹp. Còn riêng về Honda Winner á thì cái bản mâm nó rất là bé, nên là khi mà mình lên lốp 130 này, các bạn nhìn nó cũng không có to hơn bao nhiêu. Đây, đây là tổng quan này, các bạn thấy không? Nó không có to hơn bao nhiêu hết. Nếu mà đứng cạnh với lốp 120 nó chỉ to hơn một tí thôi. Do cái bản mâm này á, là nó bó cái lốp lại. Nó không cho cái lốp nó bành ra. Các bạn có thể nhìn vào đây. Các bạn có thể thấy là ở đoạn này này. Cái lốp nó, nếu mà cái bản mâm nó to ra thêm được một nó to ra thêm ở đây một tí á, thì cái lốp này bành cực kỳ là đẹp luôn. Nhìn rất là ngầu như một chiếc phân khối lớn. Nhưng mà Honda thì vẫn giữ nguyên cái bản mâm như cũ. Nên là khi mà các bạn có lên lốp 120, 130, 140 á, thì nó sẽ cao hơn. Mình nói cao hơn là điều chắc chắn. Và các bạn hỏi là có tăng chiều cao không? Mình nói là chắc chắn sẽ có. Khi bạn lên 130, chiều cao xe cũng sẽ tăng. Đó. Mình cao 1m72. Nhưng mà khi ngồi lên chiếc xe zin thì đó là ok, chống chân thoải mái. Nhưng mà lên chiếc này là mình phải nhón chân. Là các bạn có thể biết là cái độ cao của nó được đôn lên khoảng tầm bao nhiêu ha. Rồi, thì lốp bây giờ trên thị trường thì có rất nhiều, rất nhiều. Các bạn có thể lên cũng được, mà các bạn có thể xuống. Như mình thì trước mình đi chiếc Honda Winner á, thì mình cũng đã xuống một size. Bây giờ lên chiếc này thì mình sẽ lên một size. Mình sẽ cho các bạn, mình sẽ đánh giá xem là như thế nào. Mình cảm thấy nếu mà lên thì nó đẹp, nhưng mà nó nặng hơn đó các bạn. Đó, thì nếu các bạn yêu thẩm mỹ thì các bạn cũng có thể lên được, không có sao. Mình lên thì mình cũng thấy đi rất ok, vì so với thay đổi cái dòng xe bây giờ thì nó rất là khác rồi. Nhiều bạn cứ nói mình là không thay đổi, nhưng mà thực chất là nhà sản xuất có thay đổi. Ở đây tổng quan thì lên size 130 cũng rất là khá là đẹp. Nhưng mà hạn chế một điều, ví dụ như các bạn dựng trên những cái mặt phẳng mà nó không cân bằng nhau thì lốp to không thể quay bánh được. Đó là một cái hạn chế của cái lốp to này. Còn nếu mà các bạn lên như mình, một trước 100 sau 130, nhìn chiếc xe rất là hầm hố, cứng cáp, nhìn rất là đã các bạn. Đó, nó thể thao. Chứ còn nếu các bạn để mua size 120 thì nhìn cái bánh nó hơi bé một tí, nó không có to như thế này đâu. Thì đây là cái video tham khảo cho các bạn nào mà đang muốn lên lốp hoặc là xuống lốp nha. Mình sẽ để cái đường link cho các bạn xem về chiếc Winner cũ của mình xuống lốp, để các bạn có thể tham khảo là lên lốp và xuống lốp nó như thế nào nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh của mình ở góc phải màn hình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.